ngoại khóa này á thì em thấy cái mà chạy chạm á là khiến cho em vui, tuy nó mệt nhưng mà kiểu đồng đội với nhau á, có tinh thần đồng đội làm gốm thì kiểu giúp cho em kiểu thể hiện được cái chất của bản thân mình á. Nói chung là một chuyến đi mình cảm giác nó rất là thú vị các bạn. Kiểu các bạn có thể tham gia chơi những cái hoạt động ngoại khóa rất là bổ ích, được giao tiếp với các cơ sở, các chi nhánh khác nhau, nhiều bạn bè mới. Các hoạt động kiểu mang lại cho các bạn một nguồn năng lượng tích cực, kiểu để cho các bạn kiểu vui vẻ hơn trong chuyến đi này. Đối với các bạn Arena thì mình thấy đa số các bạn đều rất là có một cái năng lượng rất là tích cực. Mặc dù là chơi rất là mệt rồi nhưng mà các bạn vẫn dành rất là nhiều thời gian, công sức, suy nghĩ lên ý tưởng để vẽ các cái sản phẩm mà mình rất là lạ, rất là chưa có quen thuộc hoặc là chưa từng làm qua trong cái công việc design của mình.